Lan đâu, đi vào đây đổ nước nào. Lan đổ nước đi nào, nước bố đi đổ nước nào. Đó, đổ nước nào, Lan đổ nước nào, đúng rồi, đó. Ủa, sao biết khi nào đầy? Cái đầy thứ khác đây. Nào, hai con mình đổ nhá. Đây chưa, đây chưa Lan, đây nắp vào, đây nắp vào, Lan đây nắp vào. Nắp vào, đây nắp vào, đây nắp vào, nắp vào. Rồi. Mở cửa ra, đang mở cửa xe ra, mở cửa xe ra, mở cửa xe ra, mở cửa xe ra. Đi vào xe ngồi nào. Mở cửa xe nào, mở đây. Rồi, đóng cửa vào, không qua hả? Ấn nút cứu hỏa đi, ấn nút kêu đi. Đúng rồi, mở đi đây. Quận ống vào, quận ống lằng ngoằng quá à. Đây quận ống nha. Quận ống vào chơi với nó luôn. Đóng nha, quận ống nha. Đây chị không đỡ nè. Đó, còi đó. Cái bát tắt xuống nước. Đang coi xuống nước đi, xuống nước. Gì? Nó hạ cái chân xuống, Quay lên hả? Rồi quay ngược lại để hạ xuống, quay ngược lại để hạ xuống. Quay nữa mà mấy vòng nhiều vòng rồi. Rồi. Rồi ra xin nước đi, ra xin nước, qua xin nước đi. Ra xin nước nào. Rồi, qua chiều kia. Rồi, tăng mạnh, liên tục. Đây này, cầm lên, nhìn này. Liên tục đấy. Nước mạnh vào, Ui, bạn yếu tỏa của bố chứ. Đấy. Đánh trái rồi. Cha đang đứng ở cửa kìa, Bắt đầu nha. Thống còi, hú còi bốn kiểu hú khác nhau. Kiểu thứ nhất, kiểu thứ hai như kiểu dành như lúc đỗ. Đó. Thứ ba, kiểu thứ bốn. Đó. Và xe này có một cái hay là nó sẽ có kéo được cái chân này ra. Như thật luôn, xong hạ này xuống, xoay hạ xuống, xong rồi xoay chốt này. Đó, xoay chốt là nó giữ xe chắc chắn luôn. Xoay khớp. Khi nào dừng để bơm nước thì sẽ dừng như này. Đó, xong. Khi nào xong thì sẽ như thật luôn, tất cả mọi chuyện cửa. Cái này thang này
có thể đây, cái này có thể kéo dài đó, dài lên ngắn xuống rất là dễ dàng. Đây, cái này là dành cho cái này là mâm xoay này, có thể xoay được các hướng để xịt nước này, xoay được nhiều hướng, và cái này tăng lên, đấy, giảm xuống. Đó, thu về đây. Đó.